Xin chào các bạn nha. Tủ lạnh hầu như nhà nào cũng có và đây là một cái nguyên nhân gây tốn điện, hao phí điện và các bạn phải trả tiền hàng tháng rất là nhiều. Thì nguyên nhân nó tại đâu? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn cái cách để kiểm tra xem cái tủ lạnh mình cài đặt có đúng hay không nhé các bạn. Bởi vì khi mà cài đặt sai thì tủ lạnh nó rất là tốn điện và nó phân bố cái nhiệt độ lạnh nó không có phù hợp nhé các bạn. Đây. Trên tủ lạnh, tất cả các tủ lạnh đều có hai cái chỗ để điều chỉnh các bạn. Ở phía ngăn mát của tủ lạnh thì nó sẽ có một cái núm này các bạn, đó là núm tròn để xoay, thì nó sẽ có cái nấc là 1, 2, 3. Thì đây là cái điều chỉnh nhiệt độ, mình về mức số 1 á là nhiệt độ nó lạnh ít, còn qua số 3 là nhiệt độ nó lạnh nhiều ha. Thì cái này mình sẽ ứng dụng khi mà nếu như trong tủ lạnh mình để nhiều đồ á thì mình sẽ cần để lên mức 3, còn nếu như mình để ít đồ như thế này thôi á, đây ít đồ thế này mà mình để tới mức 3 thì sẽ gây hao phí điện rất nhiều nhé các bạn. Đó, cho nên nếu đồ ít mình sẽ để số 1 thôi. Đó. Rồi. Tiếp theo, rất nhiều người thấy cái phần ngăn mát này này, nó rất là lạnh luôn, trong khi ngăn đá lại không lạnh. Thì lý do là mình cài trên này không đúng đâu các bạn. Ở đây nó có một cái thanh gạt này nha các bạn. Thanh gạt này. Các bạn sẽ để ý này. Đây. Đó, phần này là tươi mát này, còn phần này là đông đá này ha. Đó, thì nếu như mình để mức này á, cái nhiệt độ lạnh nó sẽ phân bố đều giữa cái ngăn đá và ngăn mát luôn nhé các bạn. Còn nếu như mình để gạt xuống đây, gạt đây, tức là trên ngăn đá nhiệt độ lạnh nó rất là ít, thành ra mình đông đá nó rất là lâu, và cái phần ngăn mát á, thì nó rất là lạnh. Đó, như vậy nó cũng không có hợp lý nha các bạn. Đấy. Do vậy nếu như các bạn làm mà đá ít, ở đây làm đá ít, đồ ít luôn, thì mình sẽ để ở mức trung bình thôi. Đó. Còn nếu như các bạn mà bật qua mức cao thế này á, là toàn bộ nhiệt độ lạnh nó lên cái ngăn đá hết và ngăn mát nó sẽ không có mát. Do vậy rất nhiều người rất là thắc mắc tại sao á mình để ở đây là mức 3 là mức mạnh nhất mà cái tủ lạnh nó vẫn không có mát ở cái phần ngăn mát này, là lý do như vậy nhé các bạn. Là mình để mức trên này là rất là cao, mức mạnh nhất, nhưng mà cái hơi lạnh nó lại phủ lên trên cái ngăn đá này, cho nên nó không có lạnh nha. Đó. Và điều này nó sẽ gây tốn điện rất nhiều. Do vậy các bạn nên điều chỉnh nó phù hợp hơn. Đó. Ở đây mình để mức trung bình. Mức trung bình thôi. Vừa rồi là một chia sẻ đơn giản thôi, nhưng mà rất nhiều người không biết, mặc dù đã sử dụng tủ lạnh rất là lâu. Thì hôm nay mình chia sẻ cho mèo này để các bạn có thể điều chỉnh đúng cái tủ lạnh và nó giảm tiết kiệm chi phí điện trong gia đình nhé các bạn. Rồi chào các bạn.